Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin tức người nổi tiếng. Trong bài tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin những đại gia ngầm trong showbiz Việt, ai có gia tài lên tới 400 tỷ. Chỉ trong một số tình huống đặc biệt, độ giàu có của những người đẹp này mới được thể hiện. Nữ ca sĩ Ngọc Khuê mới đây gây bất ngờ khi rao bán khách sạn với giá 110 tỷ đồng. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì độ giàu có của cô. Ngọc Khuê thân thiết với MC Diễm Quỳnh, giọng ca chuồn chuồn ớt, kín tiếng trong đời tư. Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Ngọc Khuê mới quyết định bán khách sạn có giá trị lớn để đầu tư sang một hướng khác. Lý Nhã Kỳ cũng là một nữ đại gia ngầm trong làng giải trí Việt. Chỉ riêng chiếc siêu xe Rolls-Royce này của cô chỉ giá 40 tỷ đồng. Là bà chủ kim cương, khối tài sản của Lý Nhã Kỳ đã đạt ngưỡng đáng mơ ước 400 tỷ đồng. Người đẹp sở hữu biệt thự dát vàng, hàng loạt bất động sản đắc địa và nhiều xế sang. Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu chiếc du thuyền trị giá hơn 100 tỷ đồng đến từ thương hiệu danh tiếng được cô mua hồi đầu năm 2017. Nữ diễn viên Việt còn là con nuôi của nữ tỷ phú Alake Chiu và ông Nitin Sas, tỷ phú Ấn Độ. Trong showbiz Việt mới đây, xuất sắc câu chuyện nữ ca sĩ Mỹ Lệ sẵn sàng cho người bạn thân là nam ca sĩ Nathan Lê mượn 200 tỷ đồng, điều đó đủ cho thấy độ giàu sang của Mỹ Lệ. Gia đình cô kinh doanh tại Đức, sống ở biệt thự 1.400m2 tại thành phố Frankfurt. Các biệt thự khủng bên trời Âu chỉ là một phần trong những giá trị tài sản của gia đình doanh nhân Mỹ Lệ. Sau khi rút khỏi showbiz, Mỹ Lệ tập trung vào kinh doanh, trong đó có lĩnh vực bất động sản. Phương Lê từng đăng quang ngôi vị Á hậu tại cuộc thi doanh nhân Thế giới Người Việt tại Mỹ 2016 và Hoa hậu Quý Bà Hòa bình Thế giới 2017, nhưng cô được biết đến nhiều hơn với vai trò của một doanh nhân. Cư dân mạng cũng thường gọi Phương Lê bằng biệt danh Hoa hậu rửa chân cho chồng. Chỉ riêng trong ngày sinh nhật, cô đã được chồng tặng 3 chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn. Cuộc sống của Phương Lê trong căn biệt thự triệu đô khiến nhiều người mơ ước. Trong ngày 20 tháng 10, Phương Lê tự mua quà tặng mình và hình ảnh chiếc nhẫn 5 carat đẹp long lanh trị giá 18,5 tỷ đồng và đồng hồ kim cương mẫu mới giá 4,5 tỷ đồng. Cô có cuộc sống giàu sang, sung sướng bên chồng và ba cô con gái, được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới. Năm 2012, người đẹp Thu Hoài vốn đã nổi tiếng là một nữ doanh nhân xinh đẹp và thành đạt. Ngoài quy mô khủng của những cửa hàng và trung tâm thẩm mỹ mang thương hiệu cá nhân, Thu Hoài còn sở hữu những căn biệt thự hoành tráng tại những khu đất đắc địa. Hiện tại, Thu Hoài công khai mối quan hệ bạn trai doanh nhân Việt Kiều kém 10 tuổi. Chỉ tính riêng chiếc nhẫn mà Thu Hoài được bạn trai cầu hôn đã trị giá 2 tỷ đồng. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.